Trời ơi bà con mình ơi, bà con mình nghe tin gì chưa? Sáng hôm nay sao ngủ dậy thấy rần rần vậy trời hả? Cô dâu chú rể tổ chức đám cưới làm sao mà tiền bạc để đâu mà mất, rồi cuối cùng bắt hai nhỏ mới cúp lại. Trời ơi, đổ thừa cho nó lục soát rồi cuối cùng làm nhục người ta luôn trời. Hả? Vụ này sáng giờ ầm ầm luôn quý vị, có ai biết thông tin gì không? Bình luận cho tôi hiểu nha. Đó, trời ơi, bây giờ cái đám cưới bây giờ người ta bàn luận quá trời nè, công an vô cuộc rồi nè, có cái tội làm nhục người khác luôn nha. Đó, có một cái bà áo vàng nào đó của họ nhà trai gì đó, bắt hai nhỏ make up ra quý vị, đó, kêu nó là lột đồ ra luôn để kiểm tra nha. Đó, có cái tội là cái tội làm nhục người khác đấy, xâm phạm danh dự nhân phẩm người khác đấy. Mà ác một cái là lục xong không thấy tiền đâu nha. Đó, mất 20 triệu tiền mặt. Đó, trong lúc mà gọi là đám cưới tưng bừng tăng gia bối rối gì không biết nha, bắt đầu là bị mất tiền. Trời ơi, bởi tội nghiệp hai nhỏ make up làm từ 3 giờ sáng tới trưa lo cho cô dâu mà cuối cùng là không biết làm sao nha. Không biết làm sao mà mất tiền mà không ăn không uống, nhưng mà bị đổ oan luôn quý vị. Bị đổ oan tội cho người ta luôn nha. À, bây giờ là người nhà phủ vô rồi là làm áp lực tâm lý rồi lục rồi này kia kia nọ, rồi đám tiệc người ta phủ vô làm hai đứa này nó mất mặt quá trời luôn quý vị, rồi nó tung lên mạng nó khóc lóc các kiểu nha. Cái này là bôi nhọ người ta đấy, trời ơi căng quá. Rồi cả nhà coi clip xong bình luận giúp tôi một cái. Làm riêng mà, làm riêng phòng riêng mà. Nãy giờ tụi con không có bước cho tới cái phòng luôn, không có lại gần mà đụng tới cái cửa luôn á, mà giờ mấy chị mấy cô mấy chú làm gì á. Đi ra xong xong cái ai cũng nhìn tụi con hết trơn. Đi ra xong rồi giờ đi qua vô nữa, nãy sao nãy ở đây lục luôn đi. Để trong cái ngăn nào. Tụi tại sao hồi nãy để ngăn nào. Con nói mà làm cô tụi cô kiếm ở đây không có, tụi cô xin lỗi tụi con nha. Nếu như có thì tụi con xin lỗi thôi. Thôi. Đó rồi, không phải đâu luôn. Đây này, tự nhiên giờ nhà mất
thừa hay thấy em thì bắt vô trong đây nè, kiểm tra hết đồ đạc trong đây nè, giờ không có cho đi đâu mày. Mất 20 triệu hay gì á. Đó bỏ đi con, dạ vô cái này không phải dạ kiếm em không chịu. Cô không chịu vô luôn nữa. Cô không chịu kiếm con dâu vô cho tụi em luôn nữa. Hãy cho em số điện thoại nha. Đó là tụi em không có đem về nữa đâu, dính vụ sân banh á, tụi em tính đem về giặt liền đang cho cô dâu khỏi đền đó. Mà bây giờ tụi chị xác ra như vậy rồi là tự một hồi tụi chị đấy, cô dâu làm gì làm nha. Em nói vậy không đúng, nếu như chị chấp nhận chị kiểm là chị kiểm hết toàn bộ chứ. Em cho chị kiểm đi, em cho chị kiểm mà. Nhưng mà em nói chị em không có đem áo nó về. Thì em không có đem áo nó về nữa. Cảm ơn nha. Cho quý cô sợ rồi, mấy cô sợ không có ấm, con xin lỗi con. Sao vậy? Con xin lỗi tụi con.